bây giờ giáo viên thầy giáo dạy này không chịu nghe học bài này, không chịu nghe lời á, bỏ đi chơi nha, bị sách tay. Bị sách tay như con điên. Chưa chưa thầy giáo sách tay học sinh chưa chưa. Nay có đi chơi nữa không? Không được. Ai chà? Ôi trời ơi. Ai chà cắn mình phát được rồi các bạn ơi. Làm chưa? Phải cho một trận đòn mới được. Lấy bộ đấy lấy là cồn cho ba cái. Vâng. Lấy là cồn đấy ba bỏ cồn ra đây. Cắn mình phát chảy máu các bạn này đó. Đừng có người cắn này. Đau quá. Đau quá. À xịt vô đây cho ba nào. Cắn nhưng mà chảy máu. Xịt cồn vào đây. Ta bị cắn thì ta phải xịt cồn. Còn con này có nghịch vào là cắn nhỉ. Để xuống đây thì ba xịt đây. Nhận mạnh đây. Không bị dám nhỉ. Sát khuẩn các bạn. Vượt này nó mồm nó cũng bẩn lắm. Chi tiết đi. Cái chỗ đau để rửa cồn nha. À. Ừ, cắn cho phát đi. Được coi có đau nữa nó không? Thấy chưa? Chưa sợ chưa? Có tư chưa rồi? Có virus vô con. Chuột. Nào lại lại nào, chỉ lại cho ba cái này nào. Để xuống đất đi thì nó dễ. Này là phải bay cấm một tay nó còn cũng cấm luôn nó đau nó tức là hắn. May mà hắn mà cắn một tay con táo nữa. Thế con đã bảo người lớn mà không được nghỉ là không nghỉ dạy nhá. Con có xịt. Con gì đấy? Con là mắt con gì đây? Con dế. Xem nào. Là con kiến nè. Wow. Đây là có một con dế. Còn một con kiến. Con này con dế mèn này. Con kiến. Này con gì? Con kiến. Con dế. Con là số gì à? Wow. Con này nữa các bạn này. Kaboom. Wow. Đây. Ô. Bắt được rồi. Con là số gì à? Bỏ vào chai. Biết là con gì chưa? Con dế. Con này là con dế mèn các bạn nhé. Trong cái câu chuyện của nhà văn Tô Hoài này, dế mèn Suzuki này có hai cái chân, lấy bay này, còn hai cái đùi nó đá gớm lắm, đùi, còn hai cái đùi béo này. Kéo mà hắn giảm một chân ba, hắn giảm một cái chảy máu. Nó cũng cắn đau lắm đó. Đau. Rồi. Bây giờ ra cho vào trong gì đây? Đau. Mèn vẫn cho vào cái lọ nước à? Lúc đó đi chơi thế sao thế? Không đi cứu thương cho nó à? Để nó chơi thôi. Rồi ba bán này có con chuột đằng kia lại cắt lại mang thùng rác cho ba cái. Lại cầu mang thùng rác cho ba. Lúc này con là thùng rác rồi còn mang đi vô nữa. Không, ai chơi ra chút thường giờ chơi xe khác. Thế này, bây giờ mình chơi xe như này. Mẹ có xe đổ hàng các bạn. Xe này là xe cứu hộ, xe làm công trình đấy. Ôi cái đáy thùng này mất đi đâu rồi Ben? Ben? Cái đáy thùng này con để đâu rồi? Cầm bì bạn thấy đẹp chưa? Đó, hai cái ngồi đó, lăng lá. Chuột lên cho ba cái nào. Anh lên rồi tí lại cho nước cho nhiều anh chết toi anh không thở được đâu cho mình uống xuống. Phải cho nó uống nước cái chứ hắn không uống nước không mà cho nước bằng gì. Đã nào đó à, đã nó bật đi chứ nó ra nhảy vô khác đó đấy. Hắn đang bơi mà con nhảy được. À, hay. À.
từ đổ nước, đổ nước nó không thở được, nó không có chỗ. Sữa ăn không uống nước à? Không còn, chỉ còn một tí nước là được, còn một tí nước đó nữa đó. Xe đấy, gắn nhựa luôn, được chưa? Vừa tắm chưa? Vâng. Tắm rồi thì con tháo ra đây. Ok chưa? Vui cho cậu lại đi thôi. Rồi, bê xe này xuống. Từ từ, từ thôi. Rồi, có gì cước nó kéo đi thôi. Ê, từ từ anh ơi. Cậu mày đi về đâu nhỉ? Đi về rửa bát. Đi rửa bát. Rồi. Tango down. Target neutralized. Bấm còi bấm đề để bấm đề để đi về.